Nữ hoàng Ai Cập. Tập 1. Lời nguyền 3.000 năm trước. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện manga cùng tên, Nữ hoàng Ai Cập, thuộc thể loại xuyên không, huyền ảo lịch sử. Bộ phim không mang ý nghĩa lịch sử của bất kỳ quốc gia nào. Mặt trời vừa ló dạng trên đế chế Ai Cập hùng vĩ, mảnh đất của những tượng đài và sự giàu có tột độ, những kim tự tháp hơn 5.000 năm tuổi, đất nước có dòng sông Nin, vừa hiền hòa, vừa bí ẩn, và những đồi cát nóng bỏng, đuổi bắt nhau mênh mông, tích tắc. Cairo ngày nay. Các em là những người hạnh phúc, vừa được xem, vừa được sờ mó vào lịch sử cả một nền văn minh. Chẳng tài đi thầy ơi. Chẳng bù cho các thầy ngày xưa chỉ được học qua sách vở khô khan. Thưa thầy, cho em hỏi chữ cổ này đọc là gì ạ? Đó không phải là chữ, mà là dấu chân của hoàng gia. Nói nôm na thì nó là chữ ký của hoàng đế, hiểu chưa? Ủa, cái đồ đâu rồi? Truyền lệnh của ta đến các thần dân Ai Cập, hoàng đế Nepenthes. Đây là một bản văn tự cổ từ thời hoàng đế Nepenthes. Cairo là một cô sinh viên chỉ mới 16 tuổi. Cô bé rất ham học hỏi và có niềm đam mê với khảo cổ. Là sinh viên ưu tú của trường và có thành tích học tập rất cao, nên các chữ cổ, văn tự cổ Ai Cập, Cairo đọc rất thành thạo. Cairo, theo anh đến thung lũng Vương Gia Mau, chúng ta vừa tìm thấy một hầm mộ. Anh nói sao cơ? Có thể đây là ngôi mộ của một hoàng đế Ai Cập thời cổ đại đấy. Mộ của hoàng đế Ai Cập thời cổ đại ư? Đúng thế, vừa tìm ra cửa vào lăng mộ anh vội đến đây báo tin này. Anh biết em gái anh rất mê khảo cổ học mà. Giáo sư Brown, mời giáo sư cùng đi với anh em cháu. Tuyệt vời, cuối cùng nhóm khảo cổ của cha con anh đã làm nên chuyện. Xin chúc mừng. Vâng, theo phán đoán sơ bộ thì ngôi mộ này được chôn cách đây 3.000 năm. Chúng ta sẽ vào đó để tìm hiểu xem. Anh Lô đây, cho em đi với. Đi với, Caro. Từ từ nào. Ui ra, chạy chậm thôi bắt đài. Nhiều sức quá. Có ai vào đó chưa anh? Chưa, họ còn đợi chúng ta. Hồi hộp quá anh Dô đây ơi. Em sắp sờ tay vào một xác ướp thực sự, chứ không chỉ nhìn qua mấy lớp kính dày ở viện bảo tàng. Hú hú, thầy cũng thế chứ có hơn gì em. Cả đời dày muôn hào cổ, anh mới được chui vào hầm mộ. Bố nghe tin này chắc mừng lắm. Vâng, thật đáng tiếc, bố vừa về Mỹ được một tuần, nên không được chứng kiến sự kiện này từ đầu. Thung lũng Vương Gia là một khe núi hiểm trở, rất nổi tiếng với các nhà khảo cổ quốc tế. Từ Vương Triều thứ 18, cách đây 3.500 năm, mộ của các hoàng đế Ai Cập được bí mật mai táng ở đây để đề phòng nạn đào trộm cổ vật. Trong vài chục năm gần đây, người ta đã phát hiện được hơn 70 ngôi mộ của các vị hoàng đế. Hầu hết trong số này đã bị bọn đào trộm mộ đào bới lung tung. Duy chỉ có ngôi mộ của vua Tutankhamen khi phát hiện ra vẫn còn nguyên vẹn. Lối vào hầm mộ Vương Gia. Ai chà, thôi quá, bấm nhau mà đi, theo làm đấy. Chà, hang động này lớn quá, những người thiết kế hầm mộ này quả là rất khéo lợi dụng thiên nhiên. Đúng là một kỳ quan, phải không anh Rô đây? Đúng vậy, chúng ta đang đánh thức lịch sử 3.000 năm.
Ôi, trời ơi! Nhìn kìa, nó chính là cổ quan tài giữ xác vị hoàng đế quá cố, tất cả toàn bằng vàng khối. Trời ơi, một kho báu vật, thật không thể tin nổi. Chúng ta đã tìm thấy một khu lăng mộ đẹp nhất, to lớn nhất và nguyên vẹn nhất. Tại thung lũng Vương Gia, Jimmy và Caron cùng anh trai và đoàn khảo cổ đã tìm thấy được một ngôi mộ của một vị hoàng đế trẻ. Họ rất vui mừng vì đã tìm ra được một kho báu quý hiếm của Ai Cập cổ đại, mà không hề hay biết rằng sẽ có những điều gì sắp xảy ra đến với họ.